thì cái đám Việt Tân nó đưa ra này, nó lợi dụng sự bất ổn, các vấn đề về chính trị ở Myanmar, thì cái đám phản động của tổ chức Việt Tân này nó chống phá, gây rối, kích động người dân Việt Nam. Và Trung Nghĩa đã đưa ra một bài viết phản biện được đăng ở trên Đấu Trường Dân Chủ nói về bọn phản động này, nó chống đối cái cơ hội chính trị, lợi dụng cái vấn đề bất ổn về chính trị, bạo loạn của Hồng Kông, Myanmar này, Thái Lan này, và bọn chúng làm gì? Bọn chúng tìm cách móc nối với những thành phần phản động, những thành phần dân chủ cuội bị bợm ở trong nước này này, nó xuyên tạc, nó bịa đặt, đưa ra những cái luận điệu sai trái nhằm kích động biểu tình, học tạo cớ can thiệp chống phá đảng nhà nước, chống phá nhân dân Việt Nam. Một trong những nội dung mồm loa mép giải của bọn chúng ấy, của cái đám dân chủ quậy phản động khủng bố Việt Tân này này, chủ yếu là chém gió. Và những cái bài viết của bọn chúng ấy, được đăng ở trên trang fanpage Việt Tân, đài VOA, BBC, SBTN, nhiều ấy. Nó đề cập về rất là nhiều vấn đề, đó là việc so sánh khập khiễng giữa tình hình bất ổn ở Myanmar với cái cuộc sống bình yên tại Việt Nam này. Bọn chúng lưu loa rằng nhân dân Việt Nam thờ ơ vô cảm trước thời cuộc, không có tinh thần đấu tranh vì dân chủ, với các luận điệu như cái gen hào hùng đó của người Việt Nam dường như đã mất đi rồi, không còn như ngày xưa nữa, nó chỉ xuất hiện ở trong quá khứ thôi. Đó là cái luận điệu của bọn chúng. Và một cái nữa bọn chúng đưa ra là người dân Việt Nam chỉ biết hưởng thụ trong những điều mà Đảng Cộng sản cho phép, thờ ơ với dân chủ, nhân quyền. Đó. Mà Dương Vy đã nói rồi, ngay cả cái con Ngọc Hiền tối hôm qua nó cũng nói về cái vấn đề này như vậy. Thì Dương Vy đã lên cái diễn đàn Ngọc Hiền và phản biện rằng cái vấn đề dân chủ, nhân quyền đó, đối với Việt Nam thừa dân chủ và nhân quyền, mà dân chủ nhân quyền, tự do dân chủ nhân quyền, tự do ngôn luận theo con đường xã hội chủ nghĩa, nó khác hoàn toàn tự do ngôn luận, tự do dân chủ nhân quyền theo con đường tư sản. Và Dương Vy cũng khẳng định luôn là tự do dân chủ nhân quyền theo con đường tư sản đó là hình thức thấp kém, mà nó không ưu việt, nó phát triển chậm hơn so với cái hình thức tự do dân chủ nhân quyền theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cái con đường tự do dân chủ nhân quyền theo con đường xã hội chủ nghĩa nó phát triển cao hơn gấp 1 triệu lần đó, mà Marx Lenin cũng khẳng định là như vậy. Bọn chúng á còn đặt ra những câu hỏi như vậy này: phải chăng người dân đã bị chính quyền tẩy não thành công đó, và người dân Việt Nam không cần làm chủ, tại sao không xuống đường, tại sao không lên tiếng? Đấy. Và cuối cùng gào lên: Việt Nam tôi đâu, Việt Nam vẫn ở đây, xin thưa các nhà dân chủ cuội, các thành phần chống phá đất nước ạ. Việt Nam vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ và hùng cường hơn, và được thế giới người ta ghi nhận cụ thể hơn là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, người ta đề cử Việt Nam tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà lần hai nhá. Ở Đông Nam Á hầu như chưa có quốc gia nào có cái vinh dự đó, thì Việt Nam đã có. Là do đâu? Do đất nước Việt Nam kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, tất cả mọi thứ ổn định, đặc biệt là về chính trị, kinh tế nó ổn định. Và trong cái quá trình dập dịch, về y tế Việt Nam cũng đứng hàng đầu, mà cả thế giới người ta cũng ghi nhận luôn. Đó là cái thành công. Việt Nam càng ngày càng phát triển và càng hùng mạnh, hùng cường là ở chỗ đó. Đây thực sự là hành động
thật sự là cái hành động ngu xuẩn và đần độn nhất của cái đám Việt Tân, cái đám dân chủ cuội, mà cái đám đu càng đu dây ấy, sống lay lắt, sống như hành khất ở nơi đất khách quê người, không biết là thế hệ S2, S3 rồi, nhưng chưa chắc đã biết đến đất nước Việt Nam ở đâu, chỉ nghe hai tiếng Việt Nam là đấu tranh cho nhân dân Việt Nam. Mà người dân như chúng tôi không cần những thành phần dân chủ cuội đó đấu tranh cho, đúng không? Mà nói nhanh cho vuông này, các vị chả hiểu gì về đất nước Việt Nam cả, chả hiểu gì về cuộc sống người dân Việt Nam cả, mà đặc biệt hơn ấy, các vị chả hiểu gì về cái thể chế chính trị, cái con đường xã hội chủ nghĩa, con đường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng đang lèo lái con thuyền đưa đất nước, đưa nhân dân Việt Nam đang hướng tới một cái thế giới tốt đẹp hơn, mà cả các cường quốc người ta phải nhìn nhận một cách đúng đắn và khách quan, đánh giá Việt Nam một cách khách quan như vậy, thì các vị lại xúi giục người dân đứng lên như dân Myanmar, như dân Hồng Kông, như Thái Lan, hay là những cái nước Ả Rập. Mà người dân Việt Nam ấy, người ta không hơi đâu mà lo nghe các vị đâu. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nghe những cái gì mà người dân người ta chia sẻ với nhau, hoặc những người cán bộ người ta tâm huyết, người ta ăn nằm với người dân, sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt vì người dân. Đấy, đó là một. Cái thứ hai ấy, người dân bây giờ người ta chỉ lo phát triển kinh tế, phát triển về trí tuệ, phát triển về tri thức, nhưng mà không phải trí thức dân chủ cuội. Người ta có đầy đủ những cái yếu tố đó thì người dân người ta lo hưởng thụ cái cuộc sống người ta. Bởi vì sao? Bởi vì chính trị Việt Nam ổn định, Đảng nhà nước người ta lo cho người dân. Và trong cái đại hội 13 người ta cũng khẳng định rằng lấy người dân làm trung tâm để phát triển của đất nước. Chào hướng dẫn 34, chào tất cả mọi người. Các vị nói là người dân Việt Nam thờ ơ trước thời cuộc. Xin thưa rằng á, người dân Việt Nam không bao giờ thờ ơ trước thời cuộc. Trong lúc đất nước xảy ra chiến tranh hay là có sự đe dọa của các thế lực ngoại bang, thì người dân Việt Nam sẵn sàng đồng lòng đứng lên cùng với Đảng, nhà nước, chính phủ để đập tan những bè lũ bán nước và cướp nước đó. Mà minh chứng từ năm 1954, 45, 54, 75, và sau này ấy, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Và bây giờ ngay tại thời điểm này, các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, người ta đang ở ngoài biển để bám đảo, bám biển, đấu tranh với Trung Quốc ngày đêm. Nó có mục đích xâm lấn vùng biển, vùng đảo của Việt Nam nha. Mà Dương Vy khẳng định rằng này, người dân Việt Nam ấy, người ta hiểu hơn ai hết cái giá trị của tự do, dân chủ và nhân quyền. Ngày trước Việt Nam đã từng bị mất tự do, dân chủ và nhân quyền. Con người Việt Nam đã là nô lệ của thằng thực dân Pháp, thằng phát xít Nhật. Và sau đó miền Nam Việt Nam bị kìm kẹp dưới sự thống trị
của cái tự do dân chủ ba que ba cẳng lắm của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà đứng đầu là bố Mỹ nó tạo dựng lên đấy. Và cha ông của chúng ta đã đấu tranh hy sinh mất mát không biết là bao nhiêu cái xương máu thì mới giành được độc lập, thấm được cái tự do dân chủ. Và bây giờ những người đang còn sống, thương binh, bệnh binh, con em những gia đình liệt sĩ, người ta cảm nhận rõ cái điều đó. Mà cái đám dân chủ quậy không tự đặt cái câu hỏi rằng ấy, ngày trước nhân dân Việt Nam đấu tranh cái gì, bây giờ người dân Việt Nam được hưởng thụ cái gì, và trong đó những gia đình đó, hàng triệu triệu gia đình có con em là thương binh, bệnh binh, liệt sĩ đó, thì người ta cảm nhận như thế nào? Mà hầu hết khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, cái hình chữ S này này, gia đình nào cũng có con em, con cháu là thương bệnh binh, là liệt sĩ. Nên người ta cảm nhận được cái giá trị hòa bình, cái giá trị tự do theo đúng nghĩa, nó thấm lắm. Còn nói về tinh thần yêu nước ấy, thì những kẻ đã từng theo đế quốc ngoại bang chẳng khác như Nguyễn Ánh này này, thì không biết về tinh thần yêu nước, cái tính độc lập dân tộc. Dương Vy phải khẳng định rằng như vậy, cái sự đoàn kết của người dân Việt Nam ấy. Ngày trước chính cha ông các vị nói thẳng là Hoàng Cơ Minh là bố đẻ ra Việt Tân á, từng là lính thiếu tướng hải quân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Theo giặc thì có, bây giờ con cháu có nghe những thành phần tham gia cái tổ chức phản động khủng bố Việt Tân không có tư cách gì dạy người dân Việt Nam về lòng yêu nước, bởi vì cha ông các vị đã từng bán nước theo giặc, và sau này á thất bại ở chiến trường miền Nam Việt Nam, thì các vị biết chắc rằng không có Mỹ hậu thuẫn sau lưng, Mỹ ký hiệp định Paris năm 1973 rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam á, thì các vị biết chắc rằng thua mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, thua người dân ở cả nước, nên các vị đã tranh thủ bán biển đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc và ôm tiền bỏ chạy. Các vị bán quê hương, bán đất nước bao nhiêu lần. Đến cái thời điểm chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc thì các vị sợ đi lính, nên các vị đã đu càng vượt biên bỏ chạy thêm lần nữa. Thì các vị có quyền gì, các vị có tư cách gì dạy bảo những người còn đang sống ở trên lãnh thổ Việt Nam, đang học tập, đang làm việc, đang xây dựng quê hương đất nước, đang xây dựng gia đình đó, phải biết về lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. Chính những người dân đang sống ở trên đất nước này này, người ta xây dựng gia đình quê hương đất nước này, người đó, những người đó là những người thật sự yêu nước và biết cái giá trị của một quốc gia hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Các vị nhìn thấy bề ngoài Myanmar như vậy, nhưng mà thực tế trước đó có rất nhiều khu tự trị, đặc biệt là nó đóng ở biên giới giáp Thái Lan và Ấn Độ, nó không đoàn kết,
giữa dân tộc này dân tộc kia, sắc tộc này sắc tộc nọ, nó đã đấu đá lẫn nhau và thành lập ra nhiều cái giáo hội, nhiều cái đảng phái chính trị, nó tách rời ra khỏi sự lãnh đạo thống nhất của một quốc gia. Thì các vị bây giờ xui người dân Việt Nam á, phải đứng lên như Myanmar. Thì các vị sai lầm quá lớn rồi. Mà tôi nói luôn này, tội gì phải đứng lên để làm cái gì? Đứng lên để làm gì? Đòi độc lập, tự do dân chủ. Việt Nam thừa tự do dân chủ. Cái thời gian ấy, đi biểu tình biểu tọt, tôi ở nhà, tôi uống cà phê, tôi nằm, tôi xem tivi, tôi xem điện thoại, hoặc tôi đi giao lưu với bạn bè, nó chả hay hơn. Các vị kêu nghèo, kêu khổ thì ngân hàng ở đấy các vị ra đó mà vay. Miễn các vị có kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế, người ta sẽ cho các vị vay vốn. Đó. Tội gì? Đấy, nhiều người ấy, trong cái thời gian rảnh rỗi người ta tranh thủ đi du lịch, người ta thăm anh em. Cái cuộc sống như vậy ở đâu bằng? Mà thế giới người ta đánh giá cái chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đứng thứ 5. Bởi vì sao? Bởi vì sự tự do của Việt Nam cũng tuyệt vời rồi. Mà cha ông của chúng ta chào anh Nguyễn Dương. Đúng rồi, Trường Giang, không có kẻ thù nào lung lạc được cái ý chí và tinh thần của người dân Việt Nam. Chỉ có những kẻ mà có tư tưởng bám bít bợ bít ngoại bang, liếm đế giày của ngoại bang á, thì mới có cái ý nghĩ là đưa đất nước đi theo cái con đường hướng khác. Cái bài học lớn nhất ở đây này, mà đúng cái thời điểm luôn, đó là ai? Đó là Đại tá Bùi Tín, Phó Tổng Biên tập báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, đi sang Pháp để thảo luận cái tờ báo gì ấy, nói về cái vấn đề là dân chủ tự do. Và sau đó ngả nghiêng. Và từ đó xin tị nạn chính trị tại Pháp và kết cục chết thảm hại, chết trong cô độc. Khi mới bắt đầu thì người ta tung hô chẳng khác như lãnh tụ. Và khi hết thời cơ rồi, không còn giá trị thương mại, không còn giá trị lợi dụng rồi, thì chính Bùi Tín này này sang nước Mỹ mở một cái diễn đàn thì bị người dân ở bên nước Mỹ đuổi xuống, nói trời là một kẻ phản bội một lần rồi chắc chắn sẽ phản bội lần hai. Đó. Và ở đây á, có rất là nhiều, đặc biệt là những thành phần như Nguyễn Quang A hay cái đám chữ Vô Va á, nhấn tâm muốn đưa đất nước Việt Nam trở thành một nước dân chủ tư sản. Mà cái kiểu dân chủ tư sản, Dương Vi xin nhắc lại, dân chủ tư sản là nó chỉ phục vụ lợi ích cho một cái tập đoàn kinh tế của những người gọi là giàu có, rồi thương gia, tầng lớp thượng lưu thôi. Còn những người công nhân, nông dân và dân thường là bị bọn chúng bóc lột đến xương đến thủy, bóc lột một cách khôn ngoan, cực kỳ khôn ngoan. Bản chất của tư sản là bóc lột. Mỗi ngày, mỗi thời điểm, mỗi thời kỳ, nó bóc lột một cái hình thức mới, cao siêu hơn, thâm độc hơn. Thì chính thời điểm này này, các cô dì chú bác, các anh các chị ở hải ngoại nhận biết rằng
cái chế độ tư bản ở bên Mỹ nó bóc lột người dân, bóc lột đến tận xương tận tủy, cái phúc lợi xã hội được hưởng ít, nhìn cái phúc lợi xã hội được hưởng á thấy màu mè lắm, mí nhiều lắm, nhưng mà thực tế nó bóc lột các vị qua tiền thuế, qua tiền bưu, tất cả mọi thứ. Và kể cả một ngôi nhà của một người dân nước Mỹ cũng phải thông qua ngân hàng, phải có những thứ để bảo lãnh và liên tục phải đóng tiền bưu.